Tác dụng phụ của thuốc giảm cân. Để sở hữu vóc dáng cân đối và hoàn hảo, nhiều chị em đã tìm đến thuốc giảm cân. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc giảm cân sẽ để lại những tác dụng phụ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cơ chế hoạt động của thuốc giảm cân an toàn là sẽ giảm cảm giác thèm ăn, giảm số lượng thực phẩm nạp vào, đốt cháy mỡ thừa và chuyển hóa lượng mỡ thừa thành năng lượng để hoạt động. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá nhiều hoặc sử dụng những loại thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc thuốc giảm cân giả, nhái và kém chất lượng thì sẽ gây ra những tác dụng phụ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Cùng tìm hiểu một số tác hại của thuốc giảm cân dưới đây để cân nhắc khi sử dụng. Một, ảnh hưởng đến tim mạch. Theo sức khỏe và đời sống, một số loại thuốc giảm cân có chứa amphetamine hoặc kết hợp giữa caffeine, guarana hay các thành phần có gốc amphetamine khác. Đây là những chất kích thích làm tăng huyết áp và nhịp tim. Với những người có tiền sử bệnh tim hoặc cao huyết áp, lạm dụng thuốc giảm cân sẽ làm cho tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, từ lâu amphetamine đã bị cấm khi điều chế thuốc và được xem là ma túy. Nên nếu khi mua thuốc giảm cân thấy có thành phần này, bạn không được mua và sử dụng nó. 2. Rối loạn chức năng tuyến giáp. Tyrosine là loại chất có khả năng tăng cường chuyển hóa chất béo nhanh. Và chính vì chức năng này, nhiều nhãn hàng thuốc giảm cân đã sử dụng trái phép và sai liều lượng khi điều chế thuốc giảm cân. Nếu sử dụng bừa bãi, tyrosine sẽ gây nguy hiểm cho tim mạch, ức chế tuyến giáp, gây biếu cổ và các bệnh nguy hiểm khác. Tiếp theo, có thể gây mệt mỏi, chán ăn. Theo nhiều nghiên cứu, trong thuốc giảm cân có chứa một số thành phần như benzedrine, phenamine, mirabolone. Các loại chất này sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi, chán ăn, không hấp thụ được dưỡng chất và làm giảm cân nặng. Tuy nhiên, điều này vô cùng sai lầm. Những chất này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, khiến cơ thể đi vào trạng thái trao đổi nhanh và gây ra những triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, chán nản và làm cho cơ thể suy kiệt. Đặc biệt, đối với những bạn thường xuyên nạp những chất này vào cơ thể và ngưng đột ngột sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn tâm lý và căng thẳng cực độ. Thứ tư, các vấn đề về đường tiêu hóa. Thuốc giảm cân cũng có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa vì chính nguyên lý hoạt động của nó. Với cơ chế làm giảm hoặc ngăn cản sự hấp thụ chất béo trong cơ thể, làm thay đổi quá trình tiêu hóa. Ngoài việc làm giảm cân nặng thì cơ chế này sẽ gây ra một số tác dụng phụ như cảm giác đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn, co thắt dạ dày, tiêu chảy hoặc táo bón. Tiếp theo là gây mất ngủ. Như đã nói, các chất kích thích trong một số loại thuốc giảm cân sẽ tạo ra nhiều năng lượng hơn và tăng tốc độ của quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Tùy thuộc vào liều lượng bạn dùng và mức độ nhạy cảm với chất kích thích của cơ thể mà sẽ gây ra một số tác dụng phụ và phổ biến nhất là chứng mất ngủ. Những chất kích thích này sẽ làm tăng năng lượng, khiến tim đập nhanh, gây ra cảm giác lo lắng, hoang tưởng, khiến bạn thức khuya lâu hơn và khó đi vào giấc ngủ. Tiếp nữa là một số tác dụng phụ khác. Ngoài những tác hại trên, sử dụng thuốc giảm cân quá liều lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ khiến bạn ủ ỏi nghiêm trọng vào ban ngày, gây cảm giác chán nản và dễ làm bạn cáu kỉnh. Thuốc giảm cân là một dạng thực phẩm chức năng giúp hỗ trợ giảm béo và đốt cháy mỡ thừa. Tuy nhiên, để đạt được đúng mục đích, bạn cần lựa chọn và sử dụng những loại thuốc giảm cân an toàn, chất lượng từ những nhãn thuốc danh tiếng và uy tín. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên quá lạm dụng và phụ thuộc vào thuốc giảm cân. Hãy chuẩn bị cho mình một thực đơn ăn kiêng lành mạnh và những bài thể dục vận động để quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.